Chào mọi người, mình là Thủy. Hôm nay các bạn sẽ cùng học cách đọc hoa quả bằng tiếng Anh. Chào mọi người, mình là Thủy, founder của Kids English. Hôm nay thì các bạn sẽ cùng học với Thủy một cái chủ đề mà Thủy nhận được rất nhiều những yêu cầu của các bạn gửi về. Đó là chủ đề hoa quả trong tiếng Anh, đọc như thế nào. Đây là một chủ đề mà các mẹ bỉm sữa cũng quan tâm, rồi các bạn học lớp mầm non, mẫu giáo các bạn cũng quan tâm. Hay là các bạn, các anh chị mà mình muốn gọi là giao tiếp trong nhà hàng, khách sạn, mình hay xài được những loại quả này. Và công nhân cho Duy nữa, cùng bắt đầu học với Thủy nha. Đây sẽ là một vài loại hoa quả thì có nhiều lắm mọi người nha. Nhưng mà Thủy sẽ chọn ra một vài loại hoa quả tên tiếng Anh của nó mà thông dụng thôi nha. Để mà mình sử dụng và mình biết cách đọc để mình nói cho nó đỡ ngại nha mọi người nha. Rồi sẵn sàng chưa? Cùng bắt đầu với Thủy nha. Và nếu như mà bạn mới lần đầu tham gia kênh thì đừng quên là bấm vào nút subscribe kênh và follow và nhấn vào quả chuông á để mà nhận thông báo của mỗi video mới. Còn nếu như mình đã xem nhiều clip rồi thì đừng ngần ngại gì hết, hãy comment cho Thủy biết cảm nhận của mọi người, chủ đề mọi người muốn Thủy làm tiếp theo này, và đặc biệt là không quên nói là share giùm Thủy video nha. Cảm ơn mọi người, cùng bắt đầu học về topic hoa quả trong tiếng Anh với Thủy nghe. Đầu tiên là một cái loại quả mà các bạn sẽ rất thường hay gặp, đó là loại quả watermelon. Watermelon có nghĩa là dưa hấu mọi người nha. Đọc lại với Thủy nha. Watermelon. 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 Quả gì đây? À, quả này là quả cherry. Ok, đọc lại với Thủy nha. Đừng đọc là cherry. Nói chung nói tiếng Việt với nhau hiểu cherry thì hiểu, nhưng mà nếu như mình đang nói với một người bạn bản xứ thì đọc giùm Thủy nè. Ch âm ch ở đầu nha. Cherry. Ch ch cherry. Cherry. Yay, bây giờ đến một cái quả mà Thủy cực kỳ thích luôn, đó là quả dâu. Nói chung là bánh bèo, dâu tây rồi các kiểu ha, dâu màu hường chẳng hạn. Đó, lì dâu nó sẽ là ta-da! Strawberry. Strawberries. 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 Tiếp tục, bây giờ đến một cái loại quả mà mọi người sẽ thấy là nó thành một chùm luôn, cái nó không tìm một quả đâu ha. Nó sẽ là ta-da! Grapes. Từ này mọi người thường hay đọc bị sai lắm mọi người nha. Nho á, mọi người đọc là grape, grape, hoặc là thậm chí là có nhiều đọc là grab nữa. Nhưng mà giúp Thủy, nó là âm e, mình sẽ là a, grapes. Grapes, như nhiều quả nho một chùm á, grapes. Còn một cái nho, grape, grape, grape. Còn cái này, trời ơi chú, thật là chua luôn mỗi khi nhắc đến. Không phải chanh. Cam, ok. Cam thì nó sẽ là ta-da, orange. Rất nhiều anh chị bị đọc lộn từ này ha, mà đọc là orange, orange. Nhưng mà nó không phải nha mọi người nha. Nó giúp Thủy ha, nó sẽ là orange. Âm j ở đuôi nha. Sorry, âm j ha. Orange, orange, orange. Ok, orange. Và chua hơn cả nó nữa là khế, đúng không? Khế, yeah. Khế là star fruit. Star fruit. Trái cây á, mọi người mình nhớ đồng Thủy đọc luôn, nó sẽ là âm u dài. U, u, fruit, fruit. Và ting ting, trái khế sẽ là star fruit. Star fruit, star fruit. Ok, rồi. À, nhớ giùm Thủy nghe hết video này, comment xuống giùm Thủy thử là what is your favorite fruit? Món ăn trái cây yêu thích của bạn là gì nha? What is your favorite fruit? Món ăn trái cây yêu thích của bạn là gì nha? Rồi, tiếp tục nè. Một cái loại nữa mà nó cũng chua chua lắm, đó là me. À, me sẽ là tamarind. Sorry, tamarind. 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 Ok. Next, một cái loại quả nữa mà chua chua cũng có, ngọt ngọt cũng có, đó là quả xoài. Và xoài là mango. 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 Sẵn đây giới thiệu luôn cho mọi người quả măng cụt ha. Mangosteen. 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 Ok, mangosteen. Ok, đó là yeah, quả măng cụt. Cái này mình hay ăn với rau sống lắm nè. Mình sắc 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 nè. Đó là quả dưa leo. Dưa leo không đọc là cucumber mọi người nha. Đọc với Thủy ha. Cucumber. Cucumber. Âm k mọi người nha. Cucumber. 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 Măng. À dưa leo. Dưa leo. Ok. Thế bây giờ chanh dây thì nó tiếng Anh nói sao ta? Chanh dây nó sẽ là passion fruit. Passion fruit. Passion là đam mê á. À, và passion fruit không liên quan là chanh dây. Đọc lại với Thủy nha. Âm này là âm sh nha. Passion. Passion fruit. Passion fruit. Passion fruit. Rồi, cái trái này mình hay dùng để nấu canh chua lắm này mọi người. Nó có nhiều cái gai xung quanh á. À, cái quả đó là quả dứa. Quả hay gọi là quả thơm. Ở Thủy thì gọi là dứa.
Thì dứa hay thơm thì mình sẽ có một cái là pineapple. 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 Táo thì sẽ là apple. Apple. Nhưng mà dứa hay thơm nó sẽ là pineapple. Cùng nhấn âm một mọi người nha. Da da da. Pineapple. 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 Quả dứa hoặc là quả thơm mọi người nha. Pineapple. Ok. Thế bây giờ meat mình đọc sao mọi người? Meat ha. Meat ha. Thì nó sẽ là jackfruit. Jackfruit. J j âm j ở đầu mọi người nha. Đọc với Thủy nha. Jackfruit. 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 Đu đủ đọc sao mọi người ha? Đu đủ ha, nó sẽ là papaya. 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 Trái đu đủ mọi người nghe. Papaya. Thế bây giờ cái thanh long đọc sao? Thanh long sẽ là dragon fruit. Dragon là con, là con rồng. Dragon. Dragon. Và mình ghép vô ha, dragon fruit có nghĩa là thanh long mọi người nha. Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit. Có một cái loại quả mà mọi người hay bị đập lộn với bãi biển lắm, đó là quả đào. Mình đi vô quán tà tửa mình hay gọi trà đào đúng không? Có mình gọi là peach tea thì cũng đúng, mà nó sẽ là âm peach. Đừng đọc là beach là biển mọi người nha. Đây là quả đào thì nó sẽ là peach. Âm peach. Peach. Và trà đào này ngoại lệ, trà đào nó sẽ là peach tea. Peach tea. Âm y dài nha, đừng đọc là bitch, bitch hay là pitch, pitch, mà nó là e, p, peach, peach tea, peach tea, trà đào mọi người nha. Cũng là âm p, nhưng mà không phải đào, mà nó là lê. Thì lê mà sẽ đọc là pear, âm air, ha. Con gấu nha, mọi người nhớ nha, con gấu mình đọc là bear, nhưng mà cái lê ha, nó sẽ là âm p, pear, bear, pear. Đó, khác chút xíu về phát âm thôi là cái kết quả nó khác liền. Mọi người nhớ cẩn thận trong lúc đọc nhé. Đọc lại với Thủy nha. Pear, 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 pear. Good job. Rồi, bây giờ qua một cái họ hàng là vải và nhãn đúng không? Rồi, thế vải là gì mà nhãn là gì? Nhãn ha, thì các bạn hãy đọc với Thủy nha. Không phải Long An mọi người nha. Nó sẽ là longan, 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 longan. Nhưng mà nhãn ha, vải ha, thì nó sẽ là lychee. Lychee, lychee, lychee. Hồi trước không thích ăn nhãn, nhưng mà sau này sau khi mà ăn nhãn mà đông lạnh nó trộn nó ngon kinh khủng luôn. Tuyệt vời mọi người ơi. Và dừa trái. Không biết là trái dừa có phải là hoa quả không. Dừa ha, trái dừa thì nó sẽ là coconut. 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 Đừng đọc là coconut mọi người nha. Coconut. 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 Còn dứa sữa. Dứa sữa là gì mọi người? Dứa sữa nó sẽ là star apple. Star là ngôi sao. Star apple là dứa sữa. Nó là lạ phải không? Nhưng mà thôi kệ nó, mình cứ học á. Star apple. Star apple. Star apple. Và có một loại nho cũng là nho, nhưng mà nho khô. Và mình thấy nó hay bán ha, trong mấy cái bịch mà hàng nhập khẩu về đó, rất là xịn và sang chảnh á. Nó sẽ là raisin. 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 Ok, có một cái loại quả mà nó gai gai nhỏ 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 màu đỏ đỏ. Đúng mọi người, quả gì? Ừ, quả chôm chôm. Chôm chôm là rambutan. 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 Và một loại quả cuối cùng mà con monkey nó rất là thích ăn, một con khỉ nó thích ăn, đó là quả chuối. Chuối sẽ là banana. 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 Hết rồi. Như vậy là vừa rồi Thủy đã cùng các bạn học những cái từ tài liệu, học những từ vựng hoa quả trong tiếng Anh bằng tiếng Anh. Và đây là những cái loại hoa quả mà khá là thông dụng và phổ biến, và nó còn rất nhiều những loại hoa quả khác nữa. Các bạn có thể bấm vào nút đăng ký phía, bấm vào cái đường link phía dưới trong phần mô tả để mình đọc full bài viết về những cái từ vựng liên quan đến hoa quả bằng tiếng Anh mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you for watching and bye. Và đừng quên là comment xuống loại hoa quả tiếng Anh nào mà bạn ưa thích ha. What is your favorite fruit? My favorite fruit is mango. My favorite fruit is mango. How about you?